Đi khám da dịch cùng cái chỗ và đó là cái phần giới thiệu nhanh, thật ra không được nhanh lắm, của bốn nhóm vừa rồi. Chúng ta cái thời điểm rất quan trọng trong cái việc giải quyết vấn đề. Đúng, các bạn biết là cái sự thay đổi sau khi mà sự thay đổi về cái thái độ của các bạn sau khi chúng ta làm việc nhóm xong, nó đang từ xu hướng nào chuyển sang xu hướng nào. Trước khi chúng ta làm việc nhóm, nó đang thể cái cảm xúc của chúng ta như thế nào, sau khi làm việc nhóm thì cảm xúc của chúng ta như thế nào? Lúc đầu thì là sao ạ? Trước đấy thì là ngại, đúng không ạ? Và khi ngại rồi, chúng ta có muốn chia sẻ với ai không ạ? Không, chúng ta chỉ muốn ngồi xem là bên trên có gì hay, muốn lắng nghe một mình. Và khi chúng ta đi trao đổi với nhau thì chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta bắt đầu hiểu nhau hơn. Giống như nhóm F vẫn đi nói là chúng ta có thêm những người bạn mới, đúng không ạ? Và khi chúng ta có thêm những người bạn mới thì dần dần đấy là cái bước đầu tiên để chúng ta có thể trao đổi những cái thông tin với nhau. Và khi chúng ta trao đổi thông tin với nhau thì có rất nhiều các cái câu chuyện chúng ta được đề cập đến. Và có thể đâu đấy trong những cái câu chuyện mà chúng ta đang trao đổi với cả nhau thì nó cũng sẽ là thì nội dung của nó cũng sẽ là những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Và biết đâu đấy khi chúng ta trao đổi với nhau nhiều hơn thì những cái vấn đề của chúng ta lại dần dần có cách để chúng ta tháo gỡ và giải quyết. Quay trở lại với cả cái nội dung về kỹ năng giải quyết vấn đề ngày hôm nay thì bắt đầu bài học thì mình có tất cả 5 cái tình huống đang hiển thị trên slide. Các bạn ở bên dưới nhóm hết có đi có nhìn rõ không ạ? Các tình huống ở trên slide, đúng không ạ? Có một cái câu hỏi hiện ra ở đây, đó là theo bạn thì đâu là vấn đề? Chúng ta cần phải định nghĩa một chút xíu để giải quyết được vấn đề thì chúng ta phải có một cái thống nhất về thế nào là vấn đề, đúng không ạ? Rồi, và các bạn cùng nhau đọc giúp mình nhé. Các bạn sẽ cùng nhau xem ở trên slide giúp mình và các bạn cho mình những ý kiến của các bạn. Xin nhờ các bạn ở nhóm số 4, các bạn chúng ta có thể hướng lên trên này một chút, xuống nhóm số 3. Rồi, mình có 5 cái tình huống này và theo các bạn đâu là vấn đề nhé. Xác định thử xem. Rồi, mình có tình huống số 1. Tình huống được viết ra như sau nhé. Đó là phương án đánh nhanh thắng nhanh trận Điện Biên Phủ có thể trong 3 ngày có thể không đạt được do một số vấn đề nguyên nhân về năng lực của quân chủ lực. Đấy là tình huống đầu tiên. Theo các bạn đây có phải vấn đề? Tại sao nó là vấn đề? Nếu phải, thứ nhất bên này là anh Minh bảo là gì ạ? Có. Rồi, anh Phúc thì bảo là gì ạ? Đây là đặt vấn đề à? Chứ không phải là vấn đề. Rồi, ok, đấy là suy nghĩ của anh Phúc. Có ai có suy nghĩ nào khác về tình huống này không? Đây có phải vấn đề không? Ở bên dưới có ý kiến nào khác không ạ? Nếu không chúng ta chuyển sang tình huống số 2 là con gái được nghỉ hè 3 tháng nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm. Đây là vấn đề. Anh Phúc bảo đây là vấn đề. Nào. Thế đây có phải vấn đề? Thế có ai có ý kiến nào khác về tình huống này không? Tại sao lại là vấn đề ấy Phúc? Bởi vì không biết là con cái gửi ai, con cái sẽ học hành thế nào. Không biết con cái gửi ai, không biết nó sẽ phải học hành thế nào trong khi mình vẫn phải đi làm, đúng không? Rồi, tiếp một tình huống tiếp theo này. Con cái được nghỉ Tết 3 tháng do dịch viêm phổi của hắn. Đây là vấn đề không? đây là một vấn đề. Rồi thế này, sao cái trạng thái đây là vấn đề? Sao cái trạng thái bên thì nó có hai trạng thái vấn đề. Một là ví dụ như bố mẹ thì phải quản con cái, không biết nó học như thế nào, ăn như thế nào, 3 tháng đấy là vấn đề của bố mẹ. Nhưng đối với con đấy là vấn đề của nó, là bởi vì 3 tháng không đến trường, không gặp bạn thì nó rất chán, không là vấn đề của nó. Nhưng mà hai vấn đề khác nhau, chỉ là nhìn từ góc nào thôi. Thế cho em hỏi trạng thái là nếu cái tình huống số 2, tình huống số 3 thì nó có giống nhau? Thực ra thì nó hơi khác nhau, là bởi vì là cái nghỉ hè thì là cái nó là thường xuyên xảy ra, là người ta có ví dụ bố mẹ có một phần chuẩn bị và con cái có một phần chuẩn bị. Tất nhiên nó sẽ hơi khác nhưng mà nó có cái sự chuẩn bị từ trước. Còn cái này là một tình huống đột xuất và nó sẽ gây ra rối loạn trong việc là mình sắp xếp, để cả là con cái hay bố mẹ sắp xếp đi. Rồi, bắt đầu có một sự so sánh tiếp. Số 4, giả sử như các anh đang làm về doanh nghiệp, khách hàng lên Facebook để than phiền về sản phẩm dịch vụ của công ty, theo các anh đây phải vấn đề không? Theo các bạn đây phải vấn đề không? Tại sao nó là vấn đề? Câu quan trọng là phải trả lời được câu hỏi tại sao, đúng không ạ? Sao ạ?
ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, nhưng mà ảnh hưởng như thế nào tới hình ảnh công ty thì có thể rõ hơn một chút. Ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cái hình ảnh công ty mà mình đang mong muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp để đưa đến tận tay khách hàng, thì nghĩa là cái giữa mình mong muốn với cả giữa cái thực tế nó đang gì ạ? Nó đang mâu thuẫn với cả nhau, nó đang khác nhau, đúng không ạ? Còn cái tình huống số 2 và tình huống số 3 là con cái được nghỉ hè 3 tháng nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm là gì ạ? Con cái được nghỉ Tết 3 tháng do dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, thì hai cái này nó cũng sẽ có hai ngữ cảnh khác nhau, đúng không ạ? Nhưng cái kết quả thì đều là được nghỉ, nhưng mà trong hai cái này nó có sự khác nhau giống như chị Thái vừa phân tích, đúng không ạ? Cái thứ nhất này, con cái được nghỉ 3 tháng đây là quy luật như nào? Thường xuyên xảy ra, đúng không ạ? Có phải năm nào cũng được nghỉ không? Đúng, thì có con cái thì năm nào cũng nghỉ, các bạn đi học các bạn năm nào cũng được nghỉ 3 tháng, đúng không ạ? Thì đấy là kỳ nghỉ hè của các bạn và nó cũng mặc định hàng năm cũng thế, nó gì ạ? Nó tuần hoàn, đi qua đi qua lại, đúng không ạ? Còn một cái là gì ạ? Con cái được nghỉ Tết đến 3 tháng do dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, thì đây là những cái có mong muốn không ạ? Không mong muốn vào đó gì ạ? Nó đột xuất nó đến với cả mình, thì hai cái này nó khác nhau một chút, được chưa ạ? Nếu nói cái số 2 là vấn đề thì mình cho rằng đây không phải vấn đề. Vì sao nó không phải là vấn đề ạ? Vì mình đã dự định trước, mình đã biết được trước là kiểu gì nó cũng gì ạ? Là nó cũng xảy ra. Vì khi mình biết được trước là kiểu gì nó cũng xảy ra, khi đấy bắt buộc mình đã phải có phản xạ về cái tình huống nó sẽ xảy ra, mình sẽ xử lý thế nào. Giống như chị Thái nói là mình đã có sự chuẩn bị về vấn đề, đúng không ạ? Còn cái đùm một phát này, cái này thì nó mới là gì ạ? Là vấn đề mong muốn của mình là con cái sau nghỉ Tết mình nghỉ bao nhiêu thời gian thôi? Khoảng 2 tuần, đúng không ạ? Con cái nghỉ Tết khoảng 2 tuần thì sau 2 tuần chúng nó sẽ chắc quay phải làm sao ạ? Quay trở lại trường học, thì đấy là cái tiêu chuẩn và đấy là cái mong muốn của mình muốn đối với cả cái sự việc mà mình tiếp xúc, đúng không ạ? Còn lại nó đang tình huống hiện tại của chúng ta đây này, thì cái tiêu chuẩn đấy nó đang bị vi phạm, đúng không ạ? Và nó vi phạm đến nỗi mà chúng ta không thể có cái biện pháp nào kịp để chúng ta phản ứng với cả nó, kìm nó là thế. Vấn đề phát sinh sai khác so với tiêu chuẩn thường xuyên, đúng không ạ? Rồi, tiếp này, thì số 5 này. Con cái muốn lựa chọn ngành học của mình mà không nghe theo yêu cầu của mẹ, đây là vấn đề ạ? Có. Con cái muốn lựa chọn ngành học của mình mà không muốn theo yêu cầu của mẹ, đây là vấn đề ạ? Vấn đề từ một phía. Mong vẫn sao nó biết không nghe lời. Đúng không ạ? Thì khi đấy ở đây bắt đầu có một vài suy nghĩ này, đây là vấn đề, đây không phải là vấn đề. Tình huống nào xảy ra, tình huống nào đưa ra, mọi người đều có một cái mập mờ ở đây có phải là vấn đề, nhưng có những tình huống, có những người sẽ bảo là đây không phải vấn đề, đúng không ạ? Thế thì tóm lại, để giải quyết được vấn đề thì nó phải định nghĩa được thế nào là vấn đề và vấn đề thì nó là cái gì, đúng không ạ? Nào, suy nghĩ một chút. Theo các tình huống ở trên, chúng ta phân tích tình huống số 1. Phương án đánh nhanh thắng nhanh trận Điện Biên Phủ trong 3 ngày có thể không đạt được, thì cái mong muốn của chúng ta là gì ạ? Là sẽ phải đạt được trong mấy ngày ạ? Trong 3 ngày. Thì đấy là cái mong muốn của chúng ta. Nhưng thực tế của chúng ta thì sao ạ? Không thể đạt được do một vài nguyên nhân của quân chủ lực. Thế thì cái sự khác biệt ở đây là giữa thực tế và giữa gì ạ? Giữa mong muốn, đúng không ạ? Và khi cái sự khác biệt giữa thực tế và mong muốn xảy ra thì vấn đề xuất hiện, được chưa? Cái tình huống số 2, con cái được nghỉ hè 3 tháng trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm. Thực tế cái này được hiểu không phải là vấn đề, vì năm nào nó cũng gì ạ? Nó cũng nghỉ 3 tháng và mình biết trước được điều này nó sẽ xảy ra, và khi thực tế nó vẫn đang diễn ra như vậy và do biết được nó sẽ diễn ra thì nó sẽ không phải là vấn đề. Thế nhưng mà có cái sự khác này, con cái được nghỉ Tết 3 tháng do dịch viêm phổi Vũ Hán trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, được không ạ? Thì đây là vấn đề, được chưa? Vì thực tế là gì ạ? Mình mong muốn con cái làm sao ạ? Đi học. Nó phải đi học, mà chính các bạn đi học cũng mong muốn mình được quay trở lại gì ạ? Quay trở lại trường, được không ạ? Sau khi nghỉ Tết, được chưa? Thì thực tế và mong muốn ở đây nó đang gì ạ? Nó đang khác nhau, và cái này nó là vấn đề, được không ạ? Và bắt buộc mình phải xử lý vấn đề, được chưa? Tiếp này, khách hàng lên Facebook để than phiền về sản phẩm và dịch vụ của công ty, thì mong muốn của chúng ta, nếu giả sử chúng ta là giám đốc của một doanh nghiệp, các bạn bán một cái sản phẩm gì đó, bạn đều mong muốn khách hàng làm sao ạ?
họ hài lòng với cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà mình mong muốn. Nhưng những cái mình mong muốn so với cả cái thực tế mà nó đang diễn ra là nó đang có sự sai lệch, nó đang có sự khác nhau. Vậy thì đây là vấn đề, đúng không ạ? Tiếp này, con cái muốn tự chọn ngành học của mình mà không nghe theo tổ bố mẹ nào. Cái này hơi khác thì mới gọi là một chút. Cái này chúng ta phải phân tích này. Mong muốn của con cái là A, mong muốn của bố mẹ là B. Vậy thì hai vấn đề giữa A và B nảy sinh khi có sự mâu thuẫn. Được chưa? Và khi A muốn một kiểu, B muốn một kiểu, chúng ta không tìm được tiếng nói chung và mâu thuẫn xảy ra. Và khi mâu thuẫn xảy ra nghĩa là vấn đề đã bắt đầu phát sinh. Được chưa? Bắt buộc chúng ta phải ngồi lại với nhau để chúng ta tìm ra được cái phương án thống nhất để giải quyết vấn đề. Được chưa? Vậy dựa trên các định nghĩa trên thì chúng ta lại có một vài các cái định nghĩa về vấn đề. Thì trước khi vào định nghĩa về vấn đề thì mình có chia sẻ một vài cái câu mình có sưu tầm được một chút để cho các bạn về cái kỹ năng giải quyết vấn đề ở đây. Chúng ta thường một mình đại loại đến khi vấn đề không được giải quyết, đúng không ạ? Khi chúng ta gặp phải vấn đề, khi nó gặp phải trouble, khi nó không giải quyết. Nhưng lưu ý cần phải phân loại một chút xíu trước khi mà vào định nghĩa chính xác vấn đề nó là cái gì. Thì có một câu đây mình sưu tầm được không? Đại loại trên đời này có 3 việc. Việc thứ nhất là việc của bản thân. Việc thứ hai là việc của người khác. Việc thứ ba là việc của hỗ trợ. Cái việc của bản thân là việc là những việc như thế nào? Lấy vợ để chồng xây nhà là những việc nó gắn với cả cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cái việc của người khác là việc như nào? Chuyên bao đồng. Chưa, việc người khác chưa phải việc chuyên bao đồng. Việc của người khác là cái việc mà chúng nó đang tự làm, nó chả liên quan gì với mình cả. Còn việc của ông trời là việc nào ạ? Là những việc nó đang vẫn diễn ra hàng ngày, đúng không ạ? Mà nó không tác động bất cứ một tí nào về cái cuộc sống của mình cả, đúng không ạ? Trên cuộc đời chúng ta phân loại 3 việc này, yeah. Việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Nhưng mà chúng ta thường buồn phiền là do thứ nhất quên mất việc của bản thân, đúng không ạ? Buồn phiền là do thằng khác nó đang cà khịa mình, nó đang khiến mình cảm thấy khó chịu, và đấy là cái thứ mà mình quên mất tất cả những cảm xúc đấy, khiến mình quên mất cái việc chính của mình nó đang là cái gì, đúng không ạ? Chúng ta thường buồn do thích xem của người khác nó đang làm gì kia, đúng không? Đừng quan tâm đến nó làm gì mà nó không ảnh hưởng đến công việc của mình thì thôi, đúng không ạ? Và chúng ta thường lo lắng về việc của chồng, những thứ mà chúng ta không thể nào gì ạ giải quyết được, thì nó thường lại lo lắng. Vậy thì để giải quyết vấn đề này muốn vui vẻ đơn giản lắm, chỉ cần 3 việc. Thứ nhất, làm tốt việc của bản thân. Thứ hai, đừng xem việc của người khác. Và thứ ba là gì ạ? Đừng nghĩ về việc của trời. Đấy là những cái thứ mà cần lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta muốn giải quyết được vấn đề nào. Thường thì lên Facebook bây giờ thì dường sao ạ? Có những cái thông tin tràn lan tất cả một thứ khác nhau, và chúng ta thường bực mình về một cái thông tin gì đó chả liên quan đến thông tin đến cái việc của mình cả. Và thường là mất cái thời gian, mất năng lượng, mất cái sự tập trung vào những cái công việc kiểu như vậy, mà quên cái mất việc chính của mình nó là cái gì. Và nếu như cái buổi đào tạo X-Day trước ai đó có gặp mình rồi thì nhắc lại luôn cho người hãy hình dung là việc quan trọng nhất của sinh viên là gì ạ? Là học, đúng không ạ? Cái gì ảnh hưởng đến việc học thì tạm thời gì ạ? Đặt qua một bên, vì các bạn đang vô tình tạo thêm những cái vấn đề cho mình trong tương lai, đúng không ạ? Còn quay trở lại với cả vấn đề thì thật ra nếu như các bạn nhìn cái tình huống bên trên và suy ra thì đây là một định nghĩa chính xác hơn về cái vấn đề, theo mình các bạn có thể sử dụng cái này để phân loại vấn đề trong cái quá trình mà chúng ta làm việc hoặc là chúng ta học. Nào, vấn đề ở đây nghĩa là bất kỳ tình huống nào nếu nó đã, đang và sẽ có một vài đặc điểm sau. Thứ nhất, sự khác biệt giữa gì ạ? Thực tế so với cả mong muốn của chúng ta. Được chưa? Mong muốn chúng ta một kiểu, thực tế của chúng ta lại nó là một kiểu khác. Vậy thì bắt buộc nó phải ngồi lại xem thì vấn đề này nó xuất phát từ đâu. Ở đây cũng phải vấn đề nghiêm trọng hay là vấn đề nghiêm trọng, nguyên nhân có thể xảy ra là gì? Thì điều đầu tiên, vấn đề biểu hiện của nó là cái sự khác biệt giữa thực tế và cả mong muốn. Cái số 2 là sự khác biệt giữa thực tế với tiêu chuẩn hoặc thông lệ. Được không ạ? Chúng ta phải có một cái thước gì đó chúng ta so sánh, được không ạ? Tại sao chúng ta gọi là đi làm, đi học muộn ấy, thường 7 rưỡi vào lớp à? 7 rưỡi vào lớp, giả sử 7 rưỡi vào lớp, nhưng mà 7 giờ 40 chúng ta vào lớp thì tại sao lại gọi là muộn? Vì cái thực tế của chúng ta khác so với cả tiêu chuẩn, đúng không ạ? Khi đấy là vấn đề. Hoặc là đây có những anh làm chủ doanh nghiệp chẳng hạn, nhân viên của mình quy định là 8 giờ em phải vào làm việc, nhưng thường 8 giờ 15 phải đến chúng nó đấy, đúng không ạ? Khi đấy là vấn đề. Được chưa?
cái bước tiếp theo là đánh giá cái tính nghiêm trọng của vấn đề thì lan tính xong. Nhưng đại loại vấn đề ở đây phát sinh khi bắt đầu nó khác biệt, khi bắt đầu nó có sự khác biệt giữa thực tế và thị trường công tế. Có một loại nữa được gọi là vấn đề khi chúng ta có mục tiêu nhưng chưa biết cách đạt được, đúng không ạ? Có mục tiêu nhưng chưa biết cách làm nào để đạt được cái mà chúng ta đang muốn vươn đến thì nó cũng sẽ là vấn đề cần phải giải quyết. Ví dụ như là bạn đặt ra mục tiêu là sẽ phải hoàn thành cái chứng chỉ đại học Phoenix trong vòng 3 tháng, ví dụ thế. Ví dụ như thế nhá. Nhưng mà bạn đặt ra như vậy thôi. Bạn chưa có bất cứ một cái cách nào để bạn triển khai cái điều đó cả, bạn cứ thấy nó cứ nằm nguyên một chỗ ấy, thì nó là vấn đề của bạn. Hoặc là bạn cần phải tăng cái doanh số bán hàng của bạn trong năm 2020 lên gấp 2 lần so với cả năm 2019. Thế nhưng mà bạn không hề có một cái hành động nào, bạn không biết phân tích nó ra làm sao để có thể ra được các hành động để bạn tăng doanh số bán hàng của bạn, thì nó cũng là vấn đề của bạn sẽ phải giải quyết, được không ạ? Và cuối cùng nữa, cái vấn đề biểu hiện của vấn đề thường là cái sự mâu thuẫn giữa các bên, cái sự không hiểu nhau, cái sự mâu thuẫn giữa các bên. Thường thì cái này là thường rất dễ hay xuất hiện này, cái này liên quan đến cá nhân, được không ạ? Đến cảm xúc rất nhiều. Và khi hai người đã không happy với cả nhau, họ không hạnh phúc với cả nhau và không hài lòng với cả nhau, thì bất cứ câu chuyện nào họ nói ra cũng rất có thể nó sẽ là cái ngòi nổ nào đây cho những cái cuộc xung đột sắp tới mà chúng ta gặp. Vậy thì đây cũng sẽ là một dạng của vấn đề, được không ạ? Thì thường vấn đề ở đây là có 4 cái biểu hiện chính mà các bạn cần phải nhớ. Vấn đề chúng ta muốn giải quyết cái gì giải quyết, nhưng mà hãy định nghĩa vấn đề thì thường có mấy biểu hiện. Thứ nhất là sự khác biệt so với thực tế của mong muốn của chúng ta. Cái thứ hai là sự khác biệt giữa thực tế với tiêu chuẩn mà không đấy là cái số 2. Có mục tiêu nhưng chưa cách đạt được cái số 3. Cuối cùng số 4 là mâu thuẫn giữa các bên. Đấy là 4 cái đặc biệt biểu hiện của vấn đề. Cho nên là mình vẫn hay bảo nhân viên của mình là bảo anh em là gì ạ? Vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Vấn đề nào cũng không có cách giải quyết. Còn nếu như không có cách giải quyết thì nó không phải vấn đề. Được không ạ? Thì đấy là một vấn đề mình hay chia sẻ là vấn đề nào kiểu gì có cách giải quyết, vì nó sẽ phải so với cả một cái tiêu chuẩn nào đó, nó so với một thông lệ nào đó, hoặc là nó phải có một cái mục đích nào đó. Còn nếu như không có cách giải quyết thì chắc chắn là cái mục đích chưa rõ ràng, mục tiêu chưa rõ ràng, và nếu cái thứ đấy chưa rõ ràng thì nó không thể. Đấy là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ ngay từ buổi đầu, ngay từ đầu tiên với cả các bạn, để các bạn định nghĩa được rõ ràng thế nào thì gọi là vấn đề, để chúng ta có thể có cái bước đầu giải quyết được nó, được không ạ? Rồi tiếp nào, thế theo các bạn dựa trên cái định nghĩa ở trên thì vấn đề có những dấu hiệu như thế nào để nhận biết, những cái điều gì dự báo vấn đề sắp xảy ra, những biểu hiện nào dự báo vấn đề sắp xảy ra, suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút là những cái biểu hiện nào dự báo vấn đề có thể sắp xảy ra. Có thể các bạn suy nghĩ về mình hoặc là về những thứ chúng ta đã gặp, tình hình là thấy vấn đề sắp chuẩn bị xảy ra đây, đúng không ạ? Thì dấu hiệu nào để bạn kết luận được rồi này? Linh cảm. Có linh cảm, nhưng mà linh cảm phải dựa trên cái gì? Nào, dấu hiệu nào nào? Thử xem. Một, rất đúng, chị Thái nói là cái gì ạ? Một số việc không như tính toán. Nào, ví dụ như là lớp mình ở trường sẽ dự kiến là sẽ cho cả lớp đi chụp ảnh kỷ yếu, đúng không ạ? Và dự kiến mỗi bạn sẽ đóng 500.000 để chụp bộ ảnh kỷ ảnh kỷ yếu này, và bạn dự kiến là sẽ về nhà xin bố mẹ mình 500.000 để chụp bộ ảnh kỷ yếu đấy. Nhưng mà đến lúc xin bố mẹ bạn chỉ cho các bạn 200 thôi, thì đấy phải vấn đề không? Rồi thì đấy là vấn đề, bắt buộc bạn phải đi tìm cách để thương lượng với cả gì ạ? Cứ vui mình về vấn đề đấy, thì đấy là cái đầu tiên, không như cái mà mình đang tính toán. Bắt buộc là bạn có phương án B, đúng không ạ? Nếu xem phim Mỹ thì nó thường có là plan A với cả plan B, thì nó là như nào? Bắt buộc để xử lý một vấn đề thì bạn không thể chỉ dùng một cái giải pháp, mà bạn sẽ phải có rất nhiều giải pháp xung quanh để thay thế những cái giải pháp mà không thể đạt được. Đấy là thứ nhất. Rồi có thể dấu hiệu vấn đề có thể là gì ạ? Một là không như tính toán, hai là gì ạ? Suy nghĩ thử xem. Suy nghĩ thử xem. Một
là vấn đề có thể xuất hiện nếu như nó tất cả thứ mình đang đeo không như tính toán. Còn hai, các bạn có thể suy nghĩ thêm nữa là dấu hiệu nào xuất hiện của vấn đề. Để nhìn nhé, tất cả kể cả các bạn học sinh còn nhỏ, các anh đã đi làm hoặc là các bạn còn đang làm chuyên viên, đang muốn lên sếp thì nó cũng sẽ có những vấn đề để xuất hiện. Nhưng mà dấu hiệu phải để đọc được dấu hiệu, hiểu không ạ? Phải đọc được dấu hiệu của nó. Nó như thế nào ạ, anh Phúc? À, cái kết quả công việc nó không như tiêu chuẩn, đúng không ạ? Kết quả diễn ra không như tiêu chuẩn. Nghe cái từ tiêu chuẩn này có vẻ là nếu như các bạn học sinh thì sẽ hơi chưa nghĩ nhiều về cái phần tiêu chuẩn này lắm, thì là đại loại như là thế nào nhỉ? Nếu nói về tiêu chuẩn à, trong một bữa cơm thì quy định và tiêu chuẩn cho một bữa cơm khi chúng ta ăn cơm của người miền Bắc ấy, thì việc đầu tiên nếu như trong mâm cơm của chúng ta có ông bà bố mẹ thì việc chúng ta phải làm gì? Mời ai trước nào? Mời từ trên xuống dưới, đại loại thế, phải mời ông, mời bà, sau đấy mời gì ạ? Mời bố, mời mẹ để chúng ta ăn cơm. Thế nhưng mà cái tiêu chuẩn đấy được đặt ra, nhưng thực tế là gì ạ? Khi chúng ta ngồi vào ăn thì chúng ta không mời ai cả. Thì đừng mặc thì đấy được hiểu có phải vấn đề không ạ? Đấy là vấn đề đối với cả bữa ăn cơm của người miền Bắc, được không ạ? Và bắt buộc rằng cái người xử lý vấn đề là phụ huynh là bắt đầu phải gì ạ? Phải trao đổi với cả người vi phạm để giải quyết vấn đề, được không ạ? Rồi, rất chính xác. Còn gì nữa không? Kết quả là không như tiêu chuẩn, biết ạ? Nếu mà khái quát hơn thì nó dùng từ gì hả chị Thành? Dấu hiệu này, cái này là dấu hiệu rồi. Ok, tình huống khẩn cấp. Thật ra cái tình huống khẩn cấp này cũng sẽ là một loại vấn đề, nhưng nó cũng vừa được liệt kê một loại là chẳng phải là vấn đề. Vì nếu chúng ta bắt đầu có tình huống khẩn cấp số 1, số 2, số 3, số 4 thì mình được hiểu các cái phương án khác nhau để diễn ra, đúng không ạ? Cái này là dấu hiệu nhá, dấu hiệu có thể xuất hiện này. Có thể dấu hiệu nào nữa ạ? Có thể là dấu hiệu nào cũng được hết nào? Các mối quan hệ không hài hòa thì cái dấu hiệu ở đây có thể là mâu thuẫn giữa các thành viên trong một tổ chức hoặc trong một nhóm, đúng không ạ? Mâu thuẫn cá nhân, đúng không ạ? Cái mâu thuẫn cá nhân này, theo các bạn nhé, nào, nhận biết mâu thuẫn cá nhân, biểu hiện của việc mâu thuẫn cá nhân là gì ạ? Hai người nói chuyện với nhau, hai người mâu thuẫn với nhau, thì biểu hiện của nó là gì? Khác quan điểm, ông nào cũng cứ cư làm sao ạ? Suy nghĩ khác nhau, bảo vệ bằng được cái quan điểm của mình thì đấy là có thể chúng ta các quan điểm làm điều cực kỳ tốt, nhưng mà cái chỉ là cái cách mà mình trình bày quan điểm và trao đổi với nhau là thế nào thì mình giải được vấn đề, chứ còn các quan điểm là điều tốt nó liên quan đến phần cảm xúc, liên quan đến cảm xúc, các bạn đến cái phần ngôn từ, ví dụ cùng một câu đó là anh yêu em thì nói là anh yêu em, phải cả anh yêu em, các bạn thì nghĩa là cùng cái nội dung đấy, cùng cái vấn đề đấy, nhưng mà cùng cái quan điểm đấy, nhưng mà cái cách trình bày nó là khác nhau. Vì cái mâu thuẫn cá nhân ở đây có thể nhận diện bằng cảm xúc, đúng không ạ? Bằng cái cảm xúc mà hai người đó người ta thể hiện ra với cả nhau thì hình dung ngay cái vấn đề cảm xúc đấy là gì. Còn thêm nữa, mâu thuẫn cá nhân ở đây còn liên quan đến việc là gì ạ? Nếu như hai người nói chuyện với nhau mà để cùng để giải quyết được vấn đề thì người ta thường nói về cái cách để xử lý vấn đề. Thế nhưng mà hai người nói chuyện với nhau nhưng vấn đề cũng có, nhưng không nói về xử lý vấn đề mà lại đả kích nhau, gọi là tấn công nhau ấy. Tấn công nhau bằng lời nói, tấn công nhau bằng cử chỉ, tấn công nhau bằng hành động thì nó được hiểu là vấn đề. Hoặc là một câu nào đấy cần gọi là nói móc, nói xiên và khiến cho cái người đối diện của chúng ta muốn nhảy lên để xử lý, đúng không ạ? Đấy là những cái mâu thuẫn cá nhân khi chúng ta giao tiếp với nhau, khi mà làm việc với nhau thì vấn đề có thể xảy ra nào. Dấu hiệu, còn những dấu hiệu nào nữa có thể xảy ra nào? Nếu mà là nếu như mình vừa nói ấy, có một cái dấu hiệu rất dễ xảy ra vấn đề ở đây này, nếu các bạn để ý này,
nó là cái sự lãng phí trong công việc hoặc lãng phí trong học tập. Được chưa ạ? Lãng phí là một kênh để chúng ta tìm tư sẽ để là một kênh để chúng ta tìm hiểu là vấn đề nó có đang diễn ra hay không. Nếu giả sử nhé, bây giờ mình đây câu chuyện giả sử có đang có livestream mình không nói xấu tổ chức. Đấy, đấy. Nếu giả sử bạn đang làm cho một tổ chức A, được không ạ? Và cái phòng của bạn là phòng đào tạo đi, và phòng nào cũng cần phải ghi tài liệu để bạn làm việc, đúng không? Lúc lúc phòng nào cũng có một cái máy ghi. Nếu như bạn đang muốn giải quyết công việc cách triệt để thì bạn sẽ in vừa đúng đủ cái lượng và căn chỉnh rất cẩn thận cái lượng giấy in mà bạn sẽ in để bạn giải quyết tóm gọn công việc. Thế nhưng một người có khả năng là đang xuất hiện vấn đề về tâm lý hoặc là đang chán nản hoặc đang vui hay đang buồn gì đấy thì rất dễ dàng là cái bản in của họ sẽ có vấn đề, cái cách sử dụng máy in ấy, được không ạ? Excel nó dài như này, và nếu không căn chỉnh nó sẽ thành ra một cái Excel, nó sẽ thành ra mấy tờ giấy nhưng mà nó phải ghép lại với nhau thì mới nhìn được, đúng không ạ? Thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên về cái việc là gì ạ? Đang có vấn đề một chút, liệu rằng mình có nên xử lý vấn đề này hay không, nó có nghiêm trọng hay không. Thì đấy là những cái hoặc là lãng phí liên quan đến thời gian, đúng không ạ? Đáng lẽ là anh phải dành thời gian để giải quyết vấn đề như anh đang ngồi để xem YouTube hay đang ngồi để lướt Facebook. Đấy cũng là một vài cái biểu hiện xuất hiện của cái vấn đề đấy, hoặc đáng lẽ đang phải đang ngồi học. Nhưng mà sao ạ? Trong thời gian ngồi học thì mình bỏ ra Facebook một chút, bỏ ra YouTube một chút, xong bỏ ra Instagram một chút, xong bỏ ra gì ạ? Twitter một chút, xong bỏ ra lại đọc lương 14 một chút. Ví dụ đấy, thì đấy là những cái biểu hiện của sự lãng phí bắt đầu xuất hiện, đúng không ạ? Thì khi đấy hãy hình dung tiêu chuẩn, hãy nhớ lại cái tiêu chuẩn mình đang muốn là gì. Chính xác. Vì những cái thứ mà mình đang xuất hiện ở đây thì nó chính là vấn đề, nó phải đi xử lý. Và đôi khi cũng phải hơi cẩn thận một chút, bởi vì các bạn trẻ chẳng hạn như bọn mình trải nghiệm trong một số công việc rất là nhiều, và đặc biệt là ví dụ các bạn muốn làm trong cái công việc sáng tạo đôi khi rất là khó quản lý nhân sự theo cái kiểu là ok đến giờ này thì anh phải làm việc này, cái dự án này nó phải chạy theo những cái thế này, bởi vì mình là một sáng tạo không thể lúc nào nó có thể xảy ra ngay. Đôi khi họ sẽ cần một chút cái việc họ phải relax, họ phải có cái không gian của họ, và họ phải có bạn bè, phải thông qua Facebook. Bây giờ mình cứ nhìn thấy Facebook thì tưởng là ok mọi người toàn chat chít linh, nhưng mà hóa ra sau này là chính mình cùng Facebook để kết nối gặp cái đối tác hoặc là công việc sau này. Thế nên là đồng ý, hoàn toàn đồng ý với bạn, tức là phải có quy chuẩn, phải có thời hạn, nhưng mà đôi khi nó lại phải có cái sự linh hoạt, rất là dễ là mình chuyển từ cái vấn đề này sang một cái vấn đề khác. Chính xác, chính xác. Quản lý nhân sự chặt quá thì sau một hồi là họ đi hết. Cảm ơn chị Thái, cảm ơn chị Thái. Thì nó quay ngược trở lại với cả là cái tiêu chuẩn ban đầu, nghĩa là nó giữa thực tế và mong muốn, giữa thực tế và tiêu chuẩn. Thì hiện tại đang so với cả thực tế và việc học của sinh viên Phoenix, giống như vừa nói ấy, là cái đặc điểm của sinh viên Phoenix là làm như thế nào, đi học thì nó phải làm là gì, để lấy được cái gọi nó gọi là cái hết cái chiếu ra để sử dụng. Thì đấy là một vài cái đặc điểm. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì đấy là một vài cái đặc điểm mà mình muốn liệt kê ra. Biết các bạn nào còn bổ sung thêm nào nữa về dấu hiệu có thể xuất hiện của vấn đề không ạ? 6, 7, 8 gì gì đó. Thực ra lúc đầu có một bạn nói về linh cảm thì đúng rồi. Đến lúc mà kiểu bạn đã làm ba chẳng có kiểu thứ cái linh cảm là xong sửa của vấn đề là kiểu gì đó. Nhiều khi nó cũng phải tất cả sự tiêu chuẩn này, nhưng mà nhìn ra một cái là linh cảm xong sửa vấn đề. Các bạn bên dưới thì sao ạ? Mọi người đang hiểu sai về cái này. Tại vì em thấy những cái trường hợp liệt kê ra là mình toàn đang xoáy vào những cái mặt tiêu cực. Đúng ạ, tất cả là tiêu cực. Thì theo ví dụ như là một cái như em xây nhà thì em có thể lựa chọn là mình sẽ chọn được chỗ này hay chỗ khác. Thì những cái việc đấy, những cái sự kiện mình cần làm thì mình có thể gọi tên đấy là vấn đề để mình giải quyết vấn đề đấy. Có nghĩa là vấn đề không phải là những thứ tiêu cực mà là vấn đề về những sự kiện mà mình cần giải quyết. Thế nên là mình sẽ hiểu lại cái ý nghĩa của cái vấn đề kia. Để ví dụ liệt kê những cái khác, những cái tiêu cực kia thì mình sẽ có những cái bước xử lý vấn đề hơn. À, rồi đây là một cái suy nghĩ nó có một chút là phản biện một chút, đúng không ạ?
liên quan việc là vấn đề từ đầu đến giờ chúng ta nói rằng là những cái thứ nó khá là tiêu cực, còn như bạn nói thì nó là những cái thứ mà chúng ta cần phải giải quyết nó để chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì khi này nó sẽ có cái làm cho cái sự thắc mắc của bạn nó trở nên rõ ràng hơn, được không ạ? Nào bây giờ này, công việc nhé, nói về công việc nhé. Việc hiện tại của bạn tại Phoenix là gì? Rồi cái bạn làm những gì để bạn có thể đạt được cái thành tích là hoàn thành chứng chỉ của Phoenix? Nhớ là những việc bạn là học đúng không? Cái mục đích của bạn là phải đạt được gì ạ? Là kết thúc khóa học. Là kết thúc khóa học. Rồi ok, bạn làm gì để kết thúc khóa học? Em lên kế hoạch mà làm cho kết thúc. Rồi ok, lên kế hoạch và gì ạ? Và bắt đầu để gọi là làm một kế hoạch. Thì trong cái lúc mà làm lên kế hoạch này thì bạn gặp phải những cái trắc trở nào, gặp phải những khó khăn nào để bạn thực hiện được cái kế hoạch này nào? Học không biết gặp phải những vấn đề gì nào? Tự học vấn đề. Rồi, cái đầu tiên là gì ạ? Tự gì ạ? Tự học. Tự học này nó ảnh hưởng phần lớn bởi cái chính bản thân mình, đúng không ạ? Rồi tiếp, làm gì nữa để hoàn thành nào? Duy trì cái tính cái niềm vui khi mà mình tự học. À, phải duy trì có những cái niềm vui khi mà mình tự học. Rồi gì nữa nào? Kể cho mình một vài điểm nữa đi. Em thì đơn thuần là lên kế hoạch và làm cho kế hoạch đấy. Em lên kế hoạch làm cho kế hoạch đấy nè. Rồi, ok, cảm ơn em có thể ngồi xuống nào. Rồi, giống như cái Lý có hỏi suốt ngày anh học đến đâu rồi, anh còn bao nhiêu điểm nữa sau tăng thắng, em chả thấy anh hỏi gì cả, đúng không ạ? Nghĩa là trong cái quá trình bạn học, bạn vẫn đang học, bạn vẫn đang liên tục bạn học, thế nhưng mà có Hana cứ thế hỏi bạn là sao em chả thấy anh hỏi gì, em cứ thấy anh dừng lại ở đoạn này mặc dù bạn vẫn đang học, đúng không ạ? Thì nó gọi là những cái exception, những cái mà bạn phải đối mặt trong quá trình mà bạn thực hiện công việc, đúng không ạ? Ai cũng đồng ý rằng là gì ạ? Cái công việc của bạn đang có nó có một cái gọi là mô tả. Đại loại bạn phải làm từ điểm A, bạn phải kết thúc ở điểm B. Thì đấy là công việc mà bạn sẽ làm. Còn lúc mà bạn thực hiện cái công việc đấy, ví dụ xây nhà là một công việc nhé, đúng không ạ? Nhưng khi xây nhà bạn chọn đối tượng A, đối tượng này bạn nghĩ rằng là nó sẽ đem lại cái chất lượng công trình tốt, xây dựng tốt đến cho bạn. Thế nhưng mà thực hiện sau một tháng bạn thấy đội A này làm sao ạ? Quá lười, làm rất ngầu đà, nó thất vọng so với cái tiêu chuẩn mà bạn mong muốn, thì đấy là vấn đề của mình, đúng không ạ? Nghĩa là những cái thứ xuất hiện để cản trở bạn đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Thì đó được hiểu là vấn đề. Chúng ta thống nhất lại cái đấy nhé, đúng không ạ? Còn cái thứ bạn nói rất chính xác, thì đó là cái công việc bạn sẽ phải làm, đúng không ạ? Rồi, rất rõ về cái chuyện đấy nhé. Nào, thế thì quay trở lại cái vị trí. Rồi, quay trở lại về dấu hiệu nào. Thứ nhất là như các bạn đều nói này, không như tính toán này, có thể là do cả linh cảm nữa, có thể là kết quả diễn ra không như tiêu chuẩn, tình huống khẩn cấp rồi mâu thuẫn cá nhân lãng phí các kiểu này. Rồi thì mình có liệt kê lên một chút này, vấn đề sẽ có thể xuất hiện nếu có một vài các cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là gì ạ? Các bên liên quan trong việc không thống nhất được quan điểm. Đại loại là làm mãi sẽ không thể thống nhất được quan điểm. Đại loại là thế. Thứ hai là cảm giác chưa rõ ràng để thực hiện công việc. Nghĩa là chúng ta có một cái công việc để làm, cái cảm giác nó cứ mông lung, nó gọi là hiểu, nó như là linh cảm để ảnh hưởng công việc. Công việc không tiến triển như mong muốn, về tâm lý bản thân, đồng đội có thể xáo trộn khi phối hợp làm việc, cái công việc này nó cũng có thể là những cái dấu hiệu nhé. Cái này là dấu hiệu mình mà theo bản thân mình liệt kê ra. Mục tiêu công việc bị thay đổi cũng là một loại vấn đề, một loại dấu hiệu để phát sinh vấn đề. Rồi nghi ngờ đối với cả kết quả công việc. Ngày xưa mình học khoa toán của Đại học Bách khoa Hà Nội, và có một cái dạng gọi là kết quả đúng không tin nổi. Các bạn học xác suất thống kê chưa? Rồi nếu mà tung một con xúc xắc thì có bao nhiêu tình huống có thể xảy ra? 6 tình huống có thể xảy ra, đúng không ạ? Thế nhưng mà tung 10 lần nó đều ra mặt 1, thì được hiểu là 100% xác suất tung một con xúc xắc, tung một con xúc xắc nó ra toàn là gì ạ? Còn một số đẹp không ạ? Đẹp khủng khiếp không phải tính gì nữa. Thì đấy được hiểu là gì ạ? Là cái kết quả đúng hơn sự mong đợi. Thì đấy cũng là một dạng để phát hiện vấn đề,
Và cái thường ấy, để phát hiện vấn đề kiểu này thì thường là những cái anh chị nào, các bạn nào làm về tài chính, làm về kế toán thì bắt đầu soi, nghĩa là tại sao số nó lại như thế này, tại sao nó đẹp long lanh như thế, không tìm ra bất cứ một cái điểm sai khác nào trong báo cáo tài chính cả. Thì đấy cũng là một dạng nghi ngờ để tìm ra vấn đề có thể xuất hiện trong cái hoạt động của công ty, hoạt động của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì về sau các bạn có thể tìm hiểu lên, các anh chị có thể trải qua rồi thì có thể hình dung được, đúng không ạ? Thì đấy là một vài các cái đặc điểm để các bạn có thể nhận diện ra vấn đề. Còn lại ấy, thì thật ra để giải quyết tất cả những cái dấu hiệu này thì nếu như nói ngay trong buổi ngày này thì không thể hết được, và kể cả nó dài khoảng độ 2 ngày hoặc 3 ngày cũng không thể nào để giải quyết được cả. Cho nên là chúng ta đi tìm thử xem là vậy thì có những công thức nào chúng ta sẽ dùng để giải quyết những cái vấn đề có thể xảy ra trong cái buổi ngắn gọn của ngày hôm nay hay là không nhé, đúng không ạ? Rồi, có một vài các cái sai lầm trước khi đến đó thì chúng ta phải suy nghĩ một chút này, là trước khi đến với cả cái việc chúng ta giải quyết được cái vấn đề trên, đúng không ạ? Giải quyết các vấn đề có thể xảy ra thì theo các bạn có những sai lầm nào có thể trong cái việc giải quyết vấn đề, những sai lầm nào có thể xảy ra trong quá trình chúng ta đi tìm giải pháp để giải quyết vấn đề là gì ạ? Thứ nhất anh Phúc nói là gì ạ? Bỏ qua, có nghĩa là nhìn thấy vấn đề xong khó quá thì gì ạ? Khó quá, bỏ qua là cái sai lầm đầu tiên. Rồi, có sai lầm nào nữa không ạ? Có sai lầm nào nữa không ạ? Hiểu sai bản chất vấn đề ạ? Hiểu sai bản chất vấn đề rất chính xác. Có thể là đó, cái diện lan rộng của nó là giống như là virus corona. Bắt đầu thì gì ạ? Mình không nói đến corona, mình nói đến SARS năm 2003. Trung Quốc cho đến tháng 12 năm 2003 vẫn khăng khăng nói SARS không phải là SARS, mà là virus cúm thông thường. Và toàn bộ là diện đánh giá cái này ở tình trạng báo động ở mức trung bình, đúng không ạ? Cho nên khi nó lan rộng ra toàn cầu thì cái đấy họ mới gì ạ? Họ phải nâng mức cảnh báo lên cấp 4 thì đã quá muộn, đúng không ạ? Thì tương tự như thế, cái việc đánh giá được cái tính nghiêm trọng của vấn đề nó cũng chính là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc giải quyết vấn đề. Rồi, thứ nhất là khó quá bỏ qua, đấy là sai lầm đầu tiên. Cái thứ hai là đánh giá sai cái tính nghiêm trọng của vấn đề là cái số 2. Còn gì nữa không ạ? Sai lầm nào có thể xảy ra khi nó giải quyết vấn đề nữa? Bạn nào có ý kiến cứ nói nhé. Một là khó quá. Hiểu gì ạ? Hiểu sai bản chất vấn đề không? Rồi, ok, cái này cho lên đây luôn nhé. Hiểu sai bản chất của vấn đề là cái tiếp theo. Thứ ba là gì ạ? Và mọi người vừa nói đó là đánh giá sai tính nghiêm trọng, đánh giá sai tính nghiêm trọng của vấn đề. Rồi, còn gì nữa không ạ? Có thể có một dạng này, mình vẫn hay đi hỏi nhân viên của mình là gì ạ? Giờ này làm việc có vấn đề gì không em? Nói trả lời là gì ạ? Không, em chả thấy có vấn đề gì, em làm việc vẫn ngon. Thì một loại là gì ạ? Không có vấn đề cũng chính là gì ạ? Là vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng, một là nó không làm gì cả. Thế là vấn đề. Hoặc là nó đã hiểu sai tất, nó thấy ngon hết. Thì đấy là cũng là một loại vấn đề. Không có vấn đề gì cũng là một loại vấn đề. Rồi, còn gì nữa không ạ? Sai lầm nhé. Sai lầm vấn đề xảy ra nữa là